Tôi vừa quyết định ra khỏi nhà chồng tôi với hai bàn tay trắng mọi người ạ. À. Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài được 3 năm. Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho mọi người hiểu nữa. Tôi tự gọi cuộc sống hôn nhân của mình là hôn nhân tàn nhẫn. Nó quá tàn nhẫn với tôi. 3 năm qua, tôi chịu đựng tất cả. Tôi thấy mình giỏi thật. Giờ nghĩ lại, tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể chịu đựng được, được cuộc sống hôn nhân như vậy. Tôi tên Lệ, 28 tuổi. Nhà tôi ở tận Thanh Hóa. Tôi lên Hà Nội làm việc ở công ty in bao bì và tôi gặp chồng tôi. Anh là người gốc Hà Nội, hơn tôi 2 tuổi. Anh là giám đốc của tôi, còn tôi làm kế toán cho công ty của anh. Anh tên Nam, dáng vẻ đẹp trai, thư sinh lại tài giỏi. Nên mới gặp lần đầu, tôi đã đem lòng thích giám đốc của mình rồi. Mới đầu Nam không thích tôi nhưng hai đứa hay đi công việc cùng nhau tôi lại luôn bật đèn xanh và cho nam cơ hội tiếp xúc với mình thế nên lửa gần rơn lâu ngày cũng bén mọi người ạ à. cuối cùng thì sau hai tháng ở gần nhau và sau mấy lần tôi thả thính nam thì nam đã rơi vào lưới tình của tôi có bạn trai là người gốc hà nội lại là giám đốc một công ty lớn tôi vui và tự hào lắm tôi không hề muốn giấu giếm ai cả nam kín tiếng hơn anh chưa công khai tôi với mọi người trong công ty đâu Nhưng tôi lại khác Yêu là phải không khai Nếu không thì đâu ai biết Ai là của ai, đúng không ạ? Vậy nên tôi đã khéo léo cho cả công ty biết Là tôi và Nam đang yêu nhau Để cho mọi người biết và né bạn trai của tôi ra Từ lúc biết tôi và giám đốc yêu nhau Thì mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán Ôi giời ơi, tưởng giám đốc yêu ai? Hóa ra yêu cái con thanh hóa đấy à? con lệ không xứng với anh nam anh nam đẹp trai và có tài như thế sao lại yêu con thanh hóa thế nhỉ chắc con lệ nó mồi trài anh ấy rồi bọn thanh hóa sống thủ đoạn lắm nó muốn thành bà chủ đây mà mọi người bàn tán nhiều lắm và tôi là tâm điểm bàn tán của mọi người trong suốt một thời gian dài nhưng tôi lì lắm những lời bàn tán đó sẽ không bao giờ làm tôi thay đổi được yêu nhau mấy tháng thì tôi cố ý về nhà nam chơi nhưng thực ra là tôi muốn đến nhà anh ấy chơi xem nhà cửa lâu rồi nhưng vì nam không muốn công khai với gia đình vội nên anh chưa dẫn tôi về nhà một lần anh ốm nên tôi lấy lý do mua thuốc cho anh và tới nhà anh thăm nhà thăm cửa luôn tới nhà người yêu tôi bị lóa mắt bởi sự giàu có của anh một tòa biệt thự đẹp hiện ra trước mắt tôi đồ nội thất trong biệt thự đều là đồ đắt tiền bố anh ấy mất rồi chỉ còn mẹ anh ấy tên là Hồng, 52 tuổi và đang là giám đốc một công ty lớn. Trên anh Nam còn có một người anh trai, 32 tuổi, tên là Thành, nhưng đầu óc không được tỉnh táo, lúc khôn, lúc dại, tính khí bất thường, nên lúc nào cũng có một người canh chừng anh ấy. Nói chung là nhà người yêu tôi là quá giàu. So với nhà tôi thì nhà anh ấy là tỷ phú, còn nhà tôi chỉ là dân thường thôi. Mặc dù tôi và anh không môn đăng hộ đối, nhưng tôi rất tự tin về bản thân mình. Trong đầu tôi khi đó luôn có một suy nghĩ, tôi sẽ làm vợ của anh và làm bà chủ của công ty lớn này. Nhất định tôi sẽ không bao giờ để tuột mất cơ hội đó. Khi đã là người yêu của giám đốc, tôi bắt đầu thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc. Tôi đi spa, chăm sóc da và tất nhiên là tôi chi tiêu bằng tiền của Nam. Anh giàu có vậy nên cho bạn gái 50 triệu tới 100 triệu là chuyện hết sức bình thường. Trong thời gian yêu nhau, cứ hết tiền là tôi lại xin bạn trai. Anh chính là cái cây ATM của tôi và tôi có thể rút tiền bất cứ lúc nào tôi muốn. Ở công ty, chỉ cần tôi nghe thấy đứa nào khen anh đẹp trai thì lập tức đứa đó bị nghỉ việc. Công ty tuyển người, tôi sẽ là người tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn. Những cô chân dài xinh đẹp đương nhiên là bị loại rồi. Tôi chỉ tuyển những người xấu hơn tôi. Mọi người trong công ty còn đồn rằng, từ khi tôi yêu giám đốc, những cô gái xinh đẹp trong công ty cứ lần lượt nghỉ việc. Tôi thà loại bỏ hết còn hơn bỏ sót. Tôi canh giữ bạn trai chặt lắm. Tất cả những công việc của anh, hay anh đi đâu, làm gì, tôi đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Thậm chí có lần anh đi công việc ở xa, tôi còn gắn máy nghe trộm vào túi áo vét của anh để theo dõi trong thời gian yêu nhau tôi thấy anh hơi lạnh nhạt với tôi tất nhiên là tôi không chấp nhận chuyện đó rồi tôi sẵn sàng gạ tình và quan hệ trước hôn nhân với anh thấy anh có vẻ e rè nên tôi luôn là người chủ động trong chuyện đó thậm chí tôi còn sẵn sàng gạ tình anh ngay ở phòng làm việc hay ngay ở xe ô tô hoặc bất cứ đâu chỉ cần thích là được cuối cùng thì sau 6 tháng yêu nhau anh đưa tôi về nhà nói chuyện với mẹ của anh để tính chuyện cưới xin Vì tôi đã có thai 3 tháng rồi Gạo đã nấu thành cơm rồi Nam dẫn tôi về nhà ăn tối với gia đình của anh Bà Hồng mẹ anh thì nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt Không mấy vui vẻ Còn ông anh trai dở hơi của Nam Cứ kéo kéo tay tôi đi xung quanh Ông anh trai dở hơi thành này có vẻ rất thích tôi Vì tôi khéo nịnh và chơi đồ chơi cùng với ông ấy Nam thấy tôi chơi vui vẻ với anh trai thì cười Anh Thành, anh chơi vui vậy sao thành dở gật đầu lia lịa vui vui lắm vậy sau này em cưới lệ về anh không còn buồn nữa rồi nhỉ thành dở cười tít mắt tay cứ nắm chặt tay tôi sau khi ngồi ăn tối với gia đình nam xong chúng tôi ngồi ăn hoa quả và nói chuyện ở phòng khách tôi không phải rửa bát vì những việc đó đã có giúp việc làm hết rồi ngồi đối diện với mẹ chồng tương lai tôi không thấy căng thẳng vì tôi rất tự tin vào bản thân mình Cộng thêm tôi có bảo bối trong bụng nữa mà Bà Hồng nhìn vào bụng tôi rồi hỏi Khám thai chưa? Trai hay gái? Dạ con đi khám một tháng trước Lúc đó vẫn chưa biết trai hay gái ạ à? Thế giờ là ba tháng phải không? Dạ vâng ạ Mai đi khám đi Sáng mai con lái xe tôi đón đi Dạ mẹ Bà Hồng cau mày nhìn tôi Chưa gì đã gọi mẹ rồi sao? Con nhanh quá không? câu nói của bà hồng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi tôi sầm mặt lại bà giả đáng ghét tôi đang mang thai cháu bà mà bà còn chưa công nhận tôi là con dâu ư tôi nghĩ trong bụng vậy thôi chứ tôi đâu dám nói chứ mặc dù tôi rất tức giận trước thái độ khinh người của bà hồng nhưng tôi nuốt vào trong và nhẹ nhàng nói dạ bác nói đúng ạ à? nam mới nhìn mẹ anh thở dài sao mẹ nặng lời thế lệ nói thế thì sao chứ bà hồng lừ mắt nhìn nam thế mẹ nói thế thì sao không lẽ con yêu ai thì đứa đó là con dâu của mẹ sao con không còn gì để nói với mẹ nữa rồi thế con ngồi im đi nam thở dài rồi ngồi im luôn tôi liếc mắt nhìn thấy ánh mắt của bà hồng nhìn nam rất khó chịu thế nhưng khi anh thành sở chạy ra thì bà hồng thay đổi thái độ ngay bà cười tươi gọi thành con trai ngoan của mẹ lại đây ngồi với mẹ nào Thành dở chạy lại ngồi cạnh mẹ. Bà Hồng vuốt tóc xoa đầu Thành và bà nhìn Thành với ánh mắt chiều mến, đầy sự yêu thương. Lạ thật, bà Hồng chỉ có hai người con trai. Anh Thành thì bị dở quá, chả biết cái gì cả. Còn Nam thì thông minh, tài giỏi, lại là giám đốc công ty lớn. Thế nhưng bà Hồng lại phân biệt đối xử rõ rệt. Bà rất yêu thương anh Thành dở. Còn Nam hầu như bà không hề quan tâm và nhắc đến. Rốt cuộc là tại sao vậy? tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu tại sao bà hồng lại phân biệt đối xử như vậy nữa thành dở có vẻ rất quý tôi anh ấy cứ nhìn tôi mãi tôi liền nhìn thành dở và nở một nụ cười ngay lập tức thành dở chạy sang chỗ tôi ngồi luôn miệng nói em lệ em lệ tôi cười tươi nhìn thành dạ anh thành em lệ em lệ em lệ bà hồng thấy thành dở sang ngồi cạnh tôi thì bà khó chịu nói thành lại đây với mẹ lại đây với mẹ nhanh lên thành lắc đầu nói không sang không sang đâu sang đây với mẹ nhanh lên con trai yêu quý nhanh lên không con không sang đâu bà hồng bực lắm nhưng vì thương thành dở nên bà không nói gì nữa nam mới lên tiếng mẹ xem ngày đẹp rồi về nhà lệ nói chuyện người lớn ạ à. bà hồng chẹp miệng rồi nói mai cứ đi siêu âm xem con trai hay gái rồi nói chuyện tiếp mẹ nó thấy là có ý gì chứ lệ mang thai ba tháng rồi đó để lâu bụng to sao được chứ mẹ bà hồng đứng dậy rồi nói việc hệ trọng cả đời nên suy nghĩ cho kỹ rồi đã tính trời ơi tầm này còn nghĩ gì nữa mẹ tính nhanh lên không cố ấy sinh con luôn đấy mẹ chỉ quan tâm đứa bé là trai hay gái thôi còn cưới hay không thì phải xem xét đã bà hồng nói xong rồi đi vào phòng mặt tôi dị xuống nói với nam hình như mẹ anh không thích em à không thích cũng phải thích giờ mẹ anh làm sao mà quyết định được chứ dạ anh phải mạnh mẽ lên em thấy mẹ không muốn cho anh cưới em đâu ừ anh biết rồi thành sở nhìn tôi cười tít mắt rồi nói cưới lệ về cưới lệ về tôi xoa đầu thành sở rồi gật đầu đúng rồi cưới lệ về lệ chơi với anh và mua kẹo cho anh ăn anh thành có đồng ý không có có đồng ý thành ngoan lắm vậy thành bảo mẹ đi bảo mẹ đồng ý cưới lệ về đi được được thành bảo ngồi chơi với thành một lúc thì nam đưa tôi về thành sở cứ giữ tôi lại không cho về nữa chứ tôi mới bảo thành sở muốn chơi cùng lệ không có muốn chơi với lệ thế thì nhớ bảo mẹ cưới lệ về đi biết chưa nhớ rồi nhớ rồi về tới nhà lên giường nằm tôi bắt đầu nghĩ thành dở được bà hồng yêu thương hết mực còn một đứa khôi ngô tuấn tú tài giỏi như nam thì bà lại không coi ra gì rốt cuộc thì lý do gì mà bà hồng lại như vậy bà hồng đang ngồi xem tivi trong phòng thì thành dở chạy vào ôm lấy mẹ mẹ ơi mẹ mẹ đây con trai yêu mẹ cưới lệ về đi mẹ con muốn chơi với lệ chơi với lệ ư thiếu gì người mà con cứ thích con lệ đó chứ nó là cái người thanh hóa nên mẹ không ưa lắm thành nằm lăn ra nhà khóc ầm ĩ cả lên bà hồng vội vàng đỡ con trai dậy và nịnh con trai nhưng thành nhất quyết không chịu thế là bà hồng đành phải gật đầu đồng ý để con trai đứng dậy và không khóc nữa sáng ngày hôm sau tôi còn chưa ngủ dậy thì bà hồng đã gọi nhắc alo con nghe ạ nhớ đi khám thai đấy dạ con biết rồi ạ vào phòng khám tôi hồi hộp lắm nhưng tới khi bác sĩ nói con tôi sinh gái giống mẹ thì mọi thứ tốt đẹp tôi tưởng tượng ra đã sụp đổ hoàn toàn thế là hết rồi hết thật rồi bà hồng không thích cháu gái đâu mà bà ấy thích cháu trai cơ trời ơi tôi phải làm sao đây sao ông trời không cho tôi một đứa con trai chứ vừa bước ra khỏi phòng khám thì bà hồng đã gọi điện tôi sợ không dám nghe máy bà gọi tôi không được thì bà gọi cho anh lái xe nên anh lái xe đưa điện thoại cho tôi cô lệ nghe máy đi ạ à? tôi ngập ngừng hỏi ai thế ạ à? bà chủ gọi cô nghe đi tôi lo lắm giờ mà tôi nói tôi mang thai cháu gái thì bà ấy sẽ không đồng ý cho tôi cưới nam đâu dạ con nghe sao bác gọi không nghe máy vậy đã khám thai chưa con trai hay con gái tôi sợ bà ấy không đồng ý nên cuống lên và nói dối dạ con trai bác ạ à? chắc chắn chưa dạ chắc ạ à ừ thế được rồi rồi bà hồng tắt máy trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi tôi nói dối như thế liệu cô ổn không rồi sau này sinh con ra là con gái thì mọi chuyện sẽ thế nào thế nhưng tôi lại nghĩ giờ mà nói thật ra thì tôi sẽ mất tất cả vậy thì tôi cứ nói dối đi cưới rồi mọi chuyện đã xong rồi tới khi sinh con cứ nói là bác sĩ nhầm lẫn thế là xong trước mắt cứ kệ được ngày nào huy hoàng thì cứ hưởng thụ đã. Sau khi tôi thông báo là con trai, lại thêm thành dở tác động nhiều, nên bà Hồng đã đồng ý cho Nam lấy tôi. Nhưng đám cưới của chúng tôi là do bà Hồng quyết định. Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn 5 sao, thế nhưng danh sách nhà gái chỉ đúng 30 người, còn nhà trai thì đông quá trời luôn. Tôi thắc mắc với Nam, để anh nói với bà Hồng là sao bà lên danh sách nhà gái ít vậy? Thì bà nói, quê tôi ở xa, xong lại đều là người nghèo, làm nông vất vả, mời nhiều, làm ảnh hưởng tới nhà trai. Nghe bà nói thế, tôi hiểu, bà chê nhà tôi nghèo, và bà chê cả họ hàng nhà tôi luôn. Nhưng tôi không dám tỏ thái độ gì cả. Tôi âm thầm chịu đựng, tất cả, chỉ vì tôi muốn về làm sâu nhà bà. Hôm tiệc cưới, ở quê tôi lên đủ 30 người, thấy tôi dạng dỡ trong chiếc váy cưới, mọi người nửa buồn, nửa vui. Chắc mọi người lo lắng cho tôi sợ tôi về làm dâu gia đình giàu có ấy sẽ khổ vì ngay từ khi bắt đầu tôi đã không có quyền lên tiếng rồi vậy sau này cuộc sống của tôi có ổn không đó là điều mọi người băn khoăn nhất sau tiệc cưới vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở nha trang một tuần có lẽ đó là một tuần tôi được sống trong vui vẻ hạnh phúc nhất còn những ngày sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi khó chịu của tôi từ khi tôi về làm dâu nhà giàu có quyền thế nhất nhì hà nội cứ tưởng cuộc đời của tôi sẽ bước sang trang mới là sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn, nhưng mà ngược lại hoàn toàn. Sống ở nhà chồng, mặc dù được nhà chồng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng tôi lại không có tiếng nói trong nhà. Nói thẳng ra là tôi không có quyền lên tiếng. Mẹ chồng tôi vốn không ưa chồng tôi, bây giờ lại không ưa gì tôi, thế nên bà lại càng để ý tôi nhiều hơn. Cưới xong tôi mang thai gần 4 tháng, nên để đảm bảo cho em bé trong bụng, nên mẹ chồng tôi bảo tôi cái lệ ở nhà, không đi làm nữa. Nhà này không ai để con thiếu tiền đâu mà con phải đi làm. Dạ con làm kế toán ở công ty chồng con cũng nhàn mà mẹ. Đừng có cãi, ở cái nhà này không có ai cãi lại người lớn như ở Thanh Hóa đâu. Câu nói đầy sự khinh thường người Thanh Hóa của mẹ chồng tôi khiến tôi tê tái. Mẹ à, con chỉ đang nói chuyện với mẹ chứ con không dám cãi lại mẹ đâu ạ. À. Con đang cãi lại mẹ đó thôi. Sống ở nhà này con không được phép nói thế Con không hiểu sao Con... con... Im mồm và đi lên gác đi Tôi không được phép nói Cũng không có quyền nêu ý kiến của mình Tất cả mọi thứ Như sữa bầu, hoa quả Thuốc bổ tốt cho em bé Là mẹ chồng tôi tự đặt mua Tôi chỉ việc ăn uống Và ngày đi đi lại lại để tập thể dục Quanh nhà thôi Chứ tôi có thèm ăn cái gì Tôi cũng không được phép mua Vì mẹ chồng tôi không cho phép thực đơn ăn uống của tôi mỗi ngày cũng là do mẹ chồng tôi quyết định buổi tối đi ngủ tôi than thở với chồng anh à em thèm ăn khoai tây lắc phô mai với trà sữa nướng quá anh ạ à, nhưng mà mẹ không cho em mua chồng tôi vừa lướt điện thoại vừa nói mẹ sợ ăn những thứ đó không đảm bảo thôi em ăn tổ yến hoặc tôm hùm ý mẹ kỹ tính nên em nghe lời mẹ cho yên cửa yên nhà nhé nhưng mà em thèm lắm ý anh mua cho em đi em sẽ giấu mẹ, không để mẹ biết đâu. Chồng tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thôi được rồi, mai anh mua cho, nhưng em phải giấu kín đấy. Mẹ mà biết là mẹ mắng cho đấy. Dạ, em nhớ rồi ạ. Ngày hôm sau, chồng tôi bận công việc, nên anh đặt đồ và bảo người ta ship tới nhà cho tôi. Tôi cứ canh cái điện thoại và hào hức chờ đợi. 9 giờ sáng, shipper gọi lấy đồ, tôi vội đi ra cổng lấy. Cầm túi đồ trên tay mà tôi nuốt nước, nước bọt đang định đi vào nhà thấy mẹ chồng tôi đứng ở sân bà đang cắt tỉa mấy cây cảnh giờ mà đi vào thì mẹ chồng tôi tóm sống ngay mà giấu thì tôi biết giấu ở đâu bây giờ mà cứ đứng mãi ở cổng thế này cũng không ổn mà giấu thì giấu vào đâu vậy nên tôi quyết định lấy cốc trà sữa ra uống luôn ở cổng còn bọc khoai tây lắc thì tôi giấu ở trong áo cũng được tôi mới cắm ấm hút vào và hút một hơi trời ơi trà sữa thơm cái cảm giác trên cả tuyệt vời ngon quá trời luôn. Tôi đang định hút hơi thứ hai thì bác hàng xóm đi bộ qua hỏi, làm tôi giật bắn cả người. Cốc trà sữa rơi xuống, bột một phát. Này lệ, cháu uống gì mà thập thò ở cổng thế? Bà ấy nói to làm cho mẹ chồng tôi nghe thấy. Bà đi ra hỏi, có chuyện gì thế? Tôi sợ quá mà không biết rúc mặt vào đâu nữa. Bà hàng xóm cười bảo mẹ chồng tôi. Tôi đi chợ, thấy con bé đang đứng uống cái gì đó, Sao bà không bảo con bé vào nhà mà uống Ai lại để nó đứng ở ngoài đường thế này Mẹ chồng tôi nhìn cốc trà sữa đổ dưới đất Và bọc giấy tôi đang cầm ở tay Cái thứ gì đấy hả lệ Tôi đành phải khai thật Dạ trà sữa và khoai tây chiên mẹ ạ Mẹ chồng tôi cau mày lại nói Đi vào nhà Tôi đi theo mẹ chồng vào nhà Vừa đi tôi vừa giải thích Mẹ ơi lần đầu tiên con mua thôi Mẹ đừng giận con nhé Mẹ chồng tôi dối rít lên Cô không thương sót cái bản thân cô thì cô cũng phải thương đứa con trong bụng cô chứ. Có thai mà không giữ mồm giữ miệng, bà đâu ăn đấy? Những đồ Trung Quốc độc hại cô không biết nghĩ à? Vào trong nhà, mẹ chồng tôi lử mắt nhìn tôi. Đưa cái bọc trên tay cô đây. Tôi sợ quá nên đưa cho bà luôn. Bà giở ra nhìn rồi trợn mắt nhìn tôi. Cô ăn vớ ăn vẩn thế này ảnh hưởng sức khỏe em bé. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ của cô. Mẹ ơi. Con xin mẹ, những thứ này con biết là chất lượng không đảm bảo. Nhưng ăn một hai lần không sao đâu mẹ. Người ta ăn đầy mà mẹ. Im mồm, tôi đã nói là ảnh hưởng tới em bé. Cô cứ lì lợm thế hả? Rồi mẹ chồng tôi vứt bọc, khoai tây vào thùng rác và lấy điện thoại gọi cho mẹ của tôi, nói gay gắt một hồi lâu. Bà nói khó nghe tới mức, ngay sau đó mẹ đẻ đã gọi điện lên, bảo tôi là đừng ăn uống linh tinh gì nữa. Hãy nghe theo lời bà ấy, bởi vì mẹ tôi không muốn bị nghe chửi nữa đâu tới chiều mẹ chồng tôi lại tiếp tục mắng tôi bà nói nhiều lắm tôi thấy đau hết cả đầu may có thành dở bên tôi nên bà mới không nói nữa hóa ra ở cái nhà này lời nói của thành dở lại có trọng lượng nhất đấy tôi ở ngoài vườn suy nghĩ vẩn vơ một mình lấy chồng giàu thật khổ chứ không hề giống như mình đã tưởng tượng trước kia thành dở đi ra vỗ vai tôi hù thành đấy à ngồi đi thành ngồi xuống rồi đưa cho tôi chiếc kẹo lệ ăn kẹo đi cảm ơn anh không có gì tôi nhìn thành tự dưng tôi thấy anh ta rất bình thường luôn ý nhìn cũng đẹp trai cao giáo mỗi tội không chịu khó tập thể dục nên người hơi béo nhưng cũng có duyên lắm ước gì em được như anh thành nhỉ thành ngây ngô hỏi tôi được gì cơ được mẹ yêu thương đấy anh Thành được mẹ yêu thương nhất nhà mà. Thành cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng tinh. Tôi nghĩ bụng, đẹp trai thế mà đầu óc có vấn đề, phí của. Những ngày tháng mệt mỏi khi sống cùng mẹ chồng, nhưng bù lại có Thành Sở chơi cùng, nên tôi cũng đỡ buồn hơn chút. Tôi bắt đầu lợi dụng Thành Sở để làm những việc mình thích. Ví dụ như tôi muốn mua gì, tôi sẽ bảo Thành Sở đi mua cho. Và tất nhiên là Thành Sở mua về thì mẹ chồng tôi sẽ không nói gì cả dần dần thành dở là một người bạn thân thiết của tôi còn nam chồng tôi thì công ty anh mới mở thêm cơ sở hai nên anh đi suốt ngày tôi muốn đi ra ngoài ăn uống và mua ít đồ nên tôi lại bảo thành dở đi thành dở và nói với mẹ mẹ con ra công viên chơi lúc nhé bà hồng đang đọc tập tài liệu nói nay mẹ bận rồi không đưa con đi chơi được đâu em lệ đi cùng con rồi mẹ ạ à bà hồng suy nghĩ rồi gật đầu thế cũng được để cái lệ đưa con đi thể dục cũng tốt thế là tôi và thành đi ra ngoài ăn uống và mua sắm thả ga mà không sợ bị mắng tôi bắt đầu thấy vui vẻ hơn rồi đấy thế mới thấy thành sở đáng giá tới mức nào thế nhưng ông trời lại trừng phạt tôi mọi người ạ à. tôi lợi dụng thành sở để không bị mẹ chồng để ý soi mói nữa tôi lợi dụng thành sở để làm những việc tôi thích và mua những thứ tôi cần Thế nhưng sau 3 tháng lợi dụng thành sở Thì thành sở lại quay sang thích tôi Đó là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ tới Vì đầu óc thành có vấn đề Nên anh đâu hiểu tôi là em sâu của anh Mẹ tôi và Nam đi công tác một tuần Ở nhà chỉ có tôi và thành sở Và cô giúp việc thôi Không có mẹ chồng ở nhà Nên tôi thấy thoải mái lắm Muốn ăn gì cũng được, không ai cấm cả Cô giúp việc xin về quê ăn cỗ hai hôm thế là chỉ còn tôi và thành dở ở nhà khi nhà chỉ có hai người thành dở mới khoe với tôi em lệ ơi anh có nhiều tiền lắm nhiều là bao nhiêu thế lên phòng anh anh cho xem tôi đi theo thành dở lên phòng thành mở ngăn tủ ra tôi nhìn thấy trong đó đầy tiền mới tinh tôi tròn xoe mắt sao nhiều thế mẹ cho đấy mỗi lần mẹ cho anh lại để vào đây Trời ơi, chỗ này tiền tỷ đây, không phải ít đâu. Thành đã ra đây rồi. Em thích không? Anh cho em hết đấy. Hả, cho em ư? Mẹ biết mẹ chủ chết em, thì em cứ đừng nói với mẹ là được. Tôi bị tiền làm cho hoa mắt, tôi nhận luôn. Dạ vậy em cảm ơn anh Thành nhé. Tôi ôm lấy đống tiền thì Thành kéo tay tôi. Em lệ tắm chung với anh đi, anh muốn tắm chung với em lệ. Tôi đứng hình luôn, tôi chợt nghĩ thành sở đòi tắm chung với mình Anh ta thích mình ư Tôi cao mày Thế em lệ nói Anh Thành có nghe lời không Có anh nghe lời em lệ mà Anh Thành phải ngoan Nghe lời em biết chưa Anh rõ rồi Tất cả anh sẽ nghe theo em hết mà Tất cả những việc này Anh mà kể với ai Thì em lệ sẽ không bao giờ chơi với anh nữa Em lệ sẽ trừng phạt anh Anh biết chưa Thành gật đầu lia lịa. Anh nghe lời em, Em nói gì anh nghe hết. Sau một hồi thỏa thuận, tôi đã đồng ý đi tắm với Thành để ôm số tiền kia về. Hai đứa vào nhà tắm rồi cởi đồ, Thành xoa bụng tôi và khen. "Bụng em lệ đẹp quá, thích quá." Lần đầu tiên có người khen bụng bầu 7 tháng của tôi đẹp đấy. Khi Thành cởi đồ ra, thì thân hình cao to, sùng ống chắc chắn, tôi gãi đầu ngại. Sao Thành lại cởi hết ra thế mà quần xịt vào đi? thành cầm lấy cái đấy của anh ta lắc lắc anh khó chịu ở đây này tôi nghĩ bụng chết rồi anh đang muốn chén mình ư mình đang có bầu mà đầu óc anh ta có vấn đề cơ mà sao anh ta khôn thế nhỉ tôi liền lảng đi nào xoay lưng lại em kỳ lưng cho anh thành lắc đầu rồi cầm tay tôi đặt lên cái đấy của anh anh khó chịu ở đây này ở đây này vì cũng lâu rồi tôi và nam chưa quan hệ vì chúng tôi kiêng nên khi nhìn thấy quả hàng khủng của thành sở Tôi cũng thấy thích thích Tôi tạc lưỡi Thành thích rồi phải không? Thích lắm, thích em lệ nhiều lắm Thành sở mặc dù rất thích Nhưng lại không biết phải làm thế nào Anh ta ngây ngô Cứ dí cái đó vào bụng của tôi Tôi bật cười Ngố tàu không biết gì à? Tôi bị tiền làm cho mở mắt rồi Nên tôi mất hết lý trí Tôi nghĩ bụng Mình chịu khó chiều thằng sở đây một tí là có một khoản tiền lớn rồi. Thế là tôi tặc lưỡi rồi nói. Thành ngồi xuống đi, lệ dạy cho. Thành ngồi xuống chờ đợi. Anh ta háo hức như một đứa trẻ vậy. Tôi ngồi lên trên Thành, rồi tự tay ấn cái đó của Thành vào sâu bên trong của mình, rồi nhẹ nhàng nhún. Thành phê quá, cứ giữ chặt lấy tôi. Thích quá, thích quá. Lệ đang có bầu, nên Thành nhẹ nhàng thôi. Mạnh là Lệ đi ra đấy. Thành biết rồi, thành sung lắm đầu óc anh ta hỏng nhưng cái đấy của anh ta không hề hỏng mà tôi thì lâu rồi chưa quan hệ nên tôi cũng rất thích hai đứa lần đầu làm chuyện ấy cùng nhau nhưng lại rất hợp vì thành nghe theo cách của tôi hướng dẫn mà hai đứa tắm và quan hệ tình dục một tiếng mới ra ngoài tôi thấy tinh thần sảng khoái hẳn và từ khi đó thành coi tôi như nữ hoàng vậy tôi nói gì thành cũng nghe giam giáp có bao nhiêu tiền thành mang cho tôi hết Tôi nhanh chóng gửi một nửa số tiền thành cho về quê cho mẹ tôi. Phần còn lại tôi mua túi sách, đồng hồ hàng hiệu để thi thoảng về quê tôi đi gặp bạn bè cho chúng nó lác mắt ra. Chúng nó biết tôi lấy chồng giàu sang chẳng thế nào. Cây trò ăn vụng ban đầu mới mẻ còn ngon, về sau bụng to sắp đẻ tới nơi rồi. Tôi mệt mỏi y ạch rồi nên không còn đủ sức để chiều thành nữa. Mà thành thì ngày ngày ở nhà chơi, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn với quan hệ tình dục với tôi thôi mà ngày nào thành cũng đòi hỏi khiến tôi sợ dần mà ở nhà cùng nhau cả ngày thành cứ thấy chồng tôi và mẹ chồng tôi đi tới công ty là ở nhà anh đòi quan hệ lệ đi tắm đi lệ anh bị cuồng dâm à sao ngày nào cũng đòi hỏi thế hả cuồng dâm là gì thế em lệ trời ơi tôi phát điên với anh mất tôi bụng to sắp đẻ tới nơi rồi không quan hệ được đâu anh cố nhịn một thời gian nữa đi bao giờ tôi đẻ xong một tháng rồi tôi cho thành cứ lắc đầu không chịu và đòi quan hệ không còn cách nào khác là tôi phải dùng miệng để quan hệ với thành ngày nào cũng vậy khiến tôi sợ hãi bởi nhu cầu của thành quá cao tôi không thể đáp ứng nổi rồi tới ngày tôi sinh con khi bác sĩ bế em bé ra và thông báo công chúa sinh quá chúc mừng gia đình nhé mẹ chồng tôi tối sầm mặt lại bà quay mặt đi luôn chồng tôi thì con nào cũng được anh bế con gái và mỉm cười Công chúa của bố dễ thương quá Mẹ chồng tôi tức lắm Nhưng vì ở bệnh viện Đông người Bà mới im lặng Không nói gì Sau đó bà lấy lý do bận việc Bà đi về luôn Cũng không thèm bế cháu nội lần nào Một tháng tôi nằm cữ Có mẹ đẻ tôi lên chăm Nên tôi mới không bị thành quấy rối Và cũng trong khoảng thời gian đó Tôi không bị mẹ chồng mắng chửi Nhưng tới khi mẹ chồng tôi về quê những ngày tháng mệt mỏi của tôi lại bắt đầu buổi sáng mẹ đẻ tôi về thì buổi chiều mẹ chồng tôi bắt đầu chất vấn tôi sao lại là con gái cô lừa tôi à dạ con không lừa mẹ mà do bác sĩ nhầm đó mẹ ạ à? cô im cái mồm cô đi cô lừa tôi để được vào nhà tôi có đúng không con không hề lừa mẹ với lại con đầu cháu sớm thì con nào cũng được mà mẹ mẹ nhìn xem em bé sẽ thương không nè mẹ chồng tôi nhìn con bé rồi nghiến răng nó xấu y chang như cô vậy xấu kinh khủng tôi không muốn nhìn thấy nó tôi vừa khóc vừa xin mẹ chồng mẹ ơi con xin mẹ con bé không có tội tình gì cả mẹ đừng nói thế tội nghiệp con bé cô sợ nó tội nghiệp vậy thì cô bế nó ra khỏi cái nhà này đi tôi hứa sẽ không giữ cô lại đâu cứ đi đi tôi đau lòng và thương con lắm nhưng tôi không biết phải làm sao nữa Ngoài việc cắn răng chịu đựng ra Thì tôi không biết phải làm thế nào Từ ngày tôi sinh con gái Mẹ chồng tôi chưa bao giờ bế nó cả Đến nhìn mặt nó cũng không nhìn Vì tôi sinh con gái Mà mẹ chồng tôi càng ngày càng ghét tôi hơn Con bé mấy hôm nay mệt Nên hay khóc đêm lắm Tôi bế con, dỗ con mãi không được Mẹ chồng tôi nghe tiếng khóc Bà đi lên phòng Bà đẩy cửa dầm một phát Khiến tôi và con bé giật bắn cả người Bà đi vào và trợn mắt lên chửi Khóc cái gì mà khóc lắm thế, không để cho người khác ngủ à? Cả ngày công việc mệt mỏi, tối về nhà không được yên thân nữa. Mẹ à, con bé con đang mệt nên quấy khóc mẹ ạ à. mong mẹ thông cảm. Nó khóc thế thì ai ngủ được, cô bé nó ra ngoài cổng đi. Ở trong này, có khóc tôi không ngủ được đâu. Nhưng mà nhiều xương lắm, con bé thì đang ốm, ra ngoài đó sao được ạ? À? Tôi không quan tâm, bế nó ra ngoài ngay. Tôi cố giải thích để mẹ chồng hiểu. Nhưng bà không nghe Bà túm tóc và kéo mẹ con tôi ra ngoài Bà đuổi Cút đi, cô mau bế con cút khỏi đây đi Mẹ chồng tôi túm tóc tôi Lôi ra ngoài nhà Rồi bà đóng cửa lại Tôi đứng ôm đứa con nhỏ Bật khóc nước nở Nửa tiếng sau chồng tôi về Anh uống rượu say Rồi thấy tôi bế con ở cổng Anh quát tôi Mấy giờ rồi mẹ em còn bế con ra cổng thế này Sương xuống con ốm thì sao hả tại vì tại vì thấy anh về muộn nên em bế con ra đây để cảnh cáo anh có đúng không đầu ốc em có vấn đề à Lệ? không phải là mẹ bắt em ra đây nam cau mải lại mẹ bắt em ra đây sao tại sao vì con quấy khóc mẹ không ngủ được nên mẹ bắt em bế con ra đây cho đỡ ổn anh ạ à. nam quát tôi đi vào nhà ngay nam đang say rượu nên anh tức và xông thẳng vào nhà gõ cửa phòng mẹ mẹ mở cửa ra nói chuyện với con tôi có linh cảm mẹ chồng tôi và nam sẽ cãi nhau to nên tôi bế con lên gác và đóng cửa lại ở dưới nhà tiếng mẹ chồng tôi và nam cãi nhau vang lên sao mẹ bắt vợ con bế con bé ra ngoài thế hả sương độc lắm sao mẹ làm như thế nó khóc cả buổi tối vợ mày không dỗ được con thì phải bế con bé ra ngoài chứ thế sao mẹ không dỗ cháu mà lại đuổi cháu ra ngoài thế mẹ tàn nhẫn thế hả mẹ tao toàn nhẫn thế là do vợ chồng mày lừa tao tất cả là do vợ chồng mày mà ra đấy mẹ quá đáng quá là con bỏ đi đấy con sẽ không về cái nhà này nữa đâu cho mẹ vừa lòng tùy mày nếu mày đi thì nhớ dẫn theo mẹ con nó biết chưa hả nam và mẹ cãi nhau một lúc lâu sau đó vì ức chế quá nên nam lái xe ra khỏi nhà ngay trong đêm tôi bế con trên phòng mà lòng đau quắt lại vì chồng tôi bất hòa với mẹ nên anh đi suốt. Anh còn đi thông đêm không về. Tôi hỏi thì anh nói, anh và mẹ cãi nhau nên anh ngủ ở công ty luôn, để mẹ con tôi bơ vơ ở nhà. Mà mẹ chồng thì quá ghê gớm. Sau những gì mẹ chồng tôi gây ra cho mẹ con tôi, thì tôi cũng đã nghĩ ra một cách để trị lại mẹ chồng. Đó là tôi sẽ lợi dụng thành sở, để thành sở trị mẹ chồng giúp tôi. Buổi sáng mọi người đi làm, cô giúp việc đi chợ, còn bé con thì đang ngủ tôi mới đi vào phòng thành dở và lại gần bóp mông anh thành đang làm gì thế thành quay lại nhìn tôi cười em lệ -e. tôi cởi cúc áo để lộ bầu ngực căng tròn trước mặt thành làm máu dê của thành lại nổi lên em lệ Lê -e, anh muốn sờ ngực em lệ -e. tôi nháy mắt thích sờ thì cứ sờ đi thế là thành dở hai tay xoa xoa ngực của tôi đẹp thế căng thế tôi mới ấn đầu thành vào ngực của mình thích không thích lắm em lệ ạ à? thế là thành sở vội vàng cởi quần áo và ôm chặt lấy tôi nhưng tôi đẩy ra bỏ ra thành làm cái gì thế hả chơi trò vợ chồng với em lệ mà nhưng em lệ không đồng ý đâu thế phải làm sao để em lệ đồng ý đây tôi cười rồi nhẹ nhàng nói vậy thì anh thành phải giúp em một việc đấy chỉ cần anh thành từ nay về sau bảo vệ và giúp em lệ thì anh Thành muốn chơi trò vợ chồng với em Lệ lúc nào cũng được. "Giúp gì thế em Lệ?" Tôi ghé vào tai Thành nói cho anh biết, lập tức Thành gật đầu đồng ý ngay. Thỏa thuận đã xong xuôi, tôi tự cởi đồ và nằm lên giường. "Giờ thì anh Thành lên đây với em Lệ nào." Thành vội lên, anh ta định đưa cái đó vào luôn thì tôi giữ lại và nói, "Từ từ đã, chưa gì đã cho vào rồi, hùng hục như trâu thế, mất hứng lắm." Anh Thành hôn vào cái đấy trước đi thành hôn rồi liếm. Anh ta làm theo những gì tôi hướng dẫn, nên tôi đã rất hưng phấn khi quan hệ với anh. Rồi dần dần tôi quan hệ với Thành còn nhiều hơn chồng mình. Thành dở như là chồng của tôi vậy. Thậm chí, Thành còn nghe lời và làm theo cách tôi chỉ, nên tôi còn cảm thấy thích hơn, lên đỉnh hơn khi ngủ với Nam, chồng tôi. Ở ngôi nhà này tôi có hai người chồng. Thành dở không những bảo vệ tôi, mà anh còn là bảo mẫu, trông con tôi cực tốt để thành trông con bé tôi rất yên tâm và không sợ gì cả vì anh không cho phép ai động vào con bé nhất là bà nội của nó tôi đi ra ngoài mua đồ cho con nên thành ở nhà trông con bé con bé đang biết bò nên nó hay bò lung tung bà hồng đang ngồi uống trà phòng khách thành và em bé ngồi chơi đồ chơi ở giữa nhà con bé mới bỏ lại chỗ bà nội và đưa tay ra với lên bàn bà hồng vốn ghét nó như bắt nước đổ đi nên bà mới đẩy chén trà nóng ra mép bàn Mày chơi với nó đi, cho nó đổ vào mặt mày. Ha ha. Nhưng Thành chạy tới và đẩy chén trà vào trong, con bé không với tới được nữa. Bà Hồng nhìn Thành khó chịu hỏi. "Thành, con Thành bảo mẫu của cái con danh con này từ khi nào thế?" Thành quay lại cau mày nhìn mẹ. "Bé Bông chứ không phải là con danh, mẹ không được gọi bé Bông là con danh." "Cái gì? Con vừa nói cái gì cơ?" "Mẹ đừng nói bé Bông là con danh nữa." "Trời ơi, Giờ con đang bênh mẹ con nó ư Bênh mẹ con con ghẻ đó đấy hả Em lệ và bé bông chứ không phải là mẹ con con ghẻ Mẹ đang quá đáng rồi đấy Bà Hồng tức lồng lộn lên Cái thằng trời đánh này Mẹ yêu thương mày Chăm lo cho mày từng tí một Thế mà mày lại đi bênh vực cho mẹ con con nó ư Dạo này mẹ thấy con lạ lắm Thành ạ à? Lạ gì chứ Tại mẹ quá đáng quá mà Thế bây giờ con đứng về phía mẹ Hay là nó đây con sẽ bảo vệ em lệ và bé bông Bà Hồng thấy Thành nói như vậy Bà lại nghĩ Có khi nào thằng Nam bận việc Đi vắng suốt Nên nói nhờ vả thằng Thành ở nhà Để ý tới vợ con nó không nhỉ Thằng Nam vậy mà thâm thật Bà Hồng quay ra nịnh Thành Con mệt không? Lên phòng nghỉ đi Để mẹ trông bé bông cho Không! Ở nhà này ngoài con ra Thì không cần ai phải trông bé bông cả Ở cái thằng này con sợ mẹ không trông được bé bông sao? Con nói rồi, con trông bé bông được, mẹ không cần bận tâm đâu. Bà Hồng tức không làm gì được, bà vùng vằng bỏ về phòng. Tôi đi chợ về thấy Thành và con bé đang chơi ở trong nhà. Tôi lấy bánh ra đưa cho Thành. Đây, cho Thành bánh nhá. Tôi đi chợ về, Thành mừng nhảy chân sáo. Em đệ đã về rồi. Vâng, chờ em lệ lên cất đồ đã nhá tôi mang đồ lên phòng và thấy mẹ chồng tôi đang chờ sẵn ở trên đấy vừa thấy tôi bà hồng nghiến răng nói cô làm thế nào để thằng thành nó nghe lời cô thế hả mặt tôi tỉnh bơ tôi nhìn bà cười nói vì con sống tử tế đó mẹ cô nói thế là có ý gì hả con chỉ nói là con sống tử tế chứ con có ý gì đâu ạ à? phải chăng mẹ có tật nên mẹ giật mình cô dám nói mẹ chồng cô như thế ư gan cô to nhỉ tôi bật cười và đáp trả mẹ chồng từ bây giờ mẹ đừng quá đáng với mẹ con con nữa không mẹ sẽ phải hối hận đấy mẹ chồng ạ à. cô vừa nói cái gì cô dám mở mồm ra nói câu đó cô chán sống ở đây rồi à tôi nhếch mép nhìn mẹ chồng con không sợ mẹ nữa đâu vậy nên mẹ đừng có nói như vậy nữa nếu không mẹ sẽ bị nghiệp quật đấy mẹ chồng yêu quý ạ à. nói xong tôi bình thản đi vào phòng cất đồ mẹ chồng tôi đứng đó tức lồng lộn phồng mồm trợn mắt lên khi đã nắm chắc phần thắng trong tay tôi quyết định tuyên chiến với mẹ chồng giờ tôi đã có quân cờ mạnh trong tay rồi thì tôi không phải sợ bà ấy nữa thời gian qua bà ấy chèn ép tôi bắt nạt coi thường mẹ con tôi như vậy là quá đủ rồi tôi và mẹ chồng cãi nhau thường xuyên con bé khóc bà sang đập cửa cô làm mẹ mà không dỗ được con à nó khóc thế thì ai mà ngủ được chứ Tôi đáp trả ngay Hôm nay con bé đi tiêm Nên quấy khóc Làm bà nội thấy cháu khóc Mà không dỗ cháu một câu Lại còn nói thế à Cô nói thế là ý gì hả Dạo này cô láo quá rồi đấy Có cần tôi gửi cô về cho mẹ cô dạy lại không hả Con nghĩ Mẹ nên đi học lại cách làm bà nội đi ạ à. Mẹ chồng tôi tức quá Đi vào nhìn tôi tức giận Cô dám nói mẹ chồng cô như thế sao Mẹ gắt lên làm cái gì khéo huyết áp lại tăng đứt mạch máu não là đi gặp các cụ luôn đấy mẹ chồng tôi tức quá bà lao vào đánh tôi thì tôi chạy ra ngoài tôi biết giờ này thành dở chưa ngủ nên tôi cố ý gào thật to để thành nghe thấy cứu tôi cứu tôi với mẹ chồng tôi vừa chạy đuổi theo tôi vừa chửi đứng lại ngay đứng lại nghe tiếng kêu thành dở chạy ra thấy mẹ chồng đang đuổi đánh tôi anh liền chạy theo nói mẹ đừng đánh em lệ con tránh ra để mẹ dạy cho nó một bài học nó láo quá rồi mẹ đứng lại đi bà hồng mặc kệ những lời thành nói bà cứ đuổi theo tôi thành cản mẹ không được anh điên quá cầm tóc bà hồng kéo lại khiến bà hồng ngã nhào về phía sau bà hồng bị thành dở lôi tóc ngã phệt mông xuống bà đau choáng váng luôn phải vài phút sau cơn đau mới đỡ Bà đau phát khóc luôn, bà còn cố quay lại nhìn xem có phải chính tay đứa con trai của bà giật tóc bà không. Thành, con giật tóc mẹ đó sao? Thành cao có trả lời. Đúng là con đấy, con không cho phép ai bắt nạt em lệ đâu. Mẹ là mẹ của con đấy Thành ạ. À. Mẹ là ai đi nữa thì cũng vậy cả thôi. Bà Hồng nghe những lời từ chính miệng đứa con trai của mình nói ra thì sốc toàn tập. Bao nhiêu năm bà hết lòng yêu thương thành như vậy mà bây giờ thành lại bên người khác còn khiến bà ngã đau như thế này nữa bà hồng nhến răng thằng con bất hiếu còn không mau đỡ mẹ dậy thành đang định đỡ mẹ dậy thì tôi nhăn nhó a đau đầu thế ngay lập tức thành bỏ mặc mẹ đó anh chạy ra chỗ tôi em lệ em có sao không đầu em đau quá em choáng quá anh ạ à? Thì anh đỡ em lệ vào phòng nhé vâng thế là thành dở vội vàng đỡ tôi về phòng chúng tôi đi ngang qua mặt bà hồng nhìn vẻ tức giận của bà ấy mà tôi thấy vui quá bà hồng gào ôm um lên thành sao con lại bỏ mặc mẹ thế hả mau lại đỡ mẹ dậy đi cái lưng của mẹ đau muốn gãy ra rồi đây này con với cái con nghĩ xem có ai làm con mà giật tóc mẹ là mẹ ngã đau như vậy không hả thành đỡ tôi vào phòng Em lệ ngồi nghỉ ngơi đi. Em đau đầu lắm, anh Thành trông em bé giúp em nhé. Em nghỉ đi, để anh trông em bé cho. Dạ, cảm ơn anh. Tôi nhờ anh Thành trông em bé rồi lấy kẹo cho Thành ăn. Tôi nịnh Thành để Thành nhanh chóng quên đi người mẹ đang cố vịn vào tường để đứng dậy ngoài kia. Bà Hồng sau cú ngã đau, cái lưng cứ lom khom không đứng thẳng lên nổi. Bà vào phòng rồi nằm vật ra lẩm bẩm chửi còn đĩ đó nó lấy cái gì để mua chuộc thằng thành thế nhỉ thấy con trai bên tôi mẹ chồng tôi lại càng tức hơn thành vừa vào phòng ngủ bà liền đi theo thành vào phòng con trai ơi mẹ hỏi chuyện này được không mẹ hỏi gì thế dạo này con trai hết thương mẹ rồi à không con thương mẹ mà thế sao con lại bênh cái lệ thế con là con trai của mẹ thì phải bênh mẹ chứ sao lại bênh người ngoài thế con em lệ không phải là người ngoài mẹ lại nói sai rồi. Ơ ừ hay nó chỉ là con dâu khác máu tanh lòng, không phải người ngoài thì là cái gì hả con? Thành thấy mẹ nói em lệ của mình như vậy thì anh bắt đầu khó chịu, anh cao có nhìn mẹ. Con không thích mẹ nói em lệ như vậy đâu, em lệ là người thân của chúng ta chứ không phải là người ngoài mẹ nhá Bà Hồng bực mình quát con trai. Thành, sau này con bị nó bỏ cái bùa gì mà lú lẫn thế hả? Con nên nhớ rằng chỉ có mẹ con mình với thằng Nam là người một nhà thôi. Ngoài mẹ và thằng Nam ra thì con đừng tin vào bất cứ ai, con hiểu chưa?" Thành cãi lại mẹ, "Không, em Lệ là người thân của con, là người quan trọng của con, không phải là người ngoài đâu. Cái thằng điên này, con không nghe lời mẹ nữa đúng không hả? Mẹ mà nói em Lệ là người ngoài thì đừng trách con." Tôi nằm trong phòng, nghe rõ tiếng mẹ chồng và Thành sở cãi nhau, trong lòng tôi thấy hả hê lắm. Đúng là cuộc đời mà Vỏ quyết giày có móng tay nhọn thôi Rồi bà ấy sẽ còn bị nghiệp quật nặng hơn nữa ý. Như thế vẫn chưa là gì đâu Sau một hồi cãi nhau không có hồi kết Vì thằng con trai tính hâm hâm dở dở của mình Bà Hồng vùng vàng đi ra ngoài Và đóng sầm cửa lại Vừa đi bà vừa lẩm bẩm Thằng ngu Uổng công mình thương nó Giờ nó lớn nó lại đối xử với mẹ như vậy Trời ơi tức quá tôi đứng tựa vào cầu thang nhìn mẹ chồng mỉa mai đấy người ta gọi là nghiệp quật đó mẹ cuộc đời này công bằng lắm mẹ phải có đi con lại mới vừa lòng nhau chứ mẹ mẹ chồng tôi bị tôi chọc tức bà nghiến răng nghiến lợi nói cô láo quá rồi tôi không thể chấp nhận được một đứa con dâu láo tét như cô nữa rồi mau cút khỏi nhà tôi ngay mẹ nghĩ mẹ thích đuổi thì đuổi con ư mẹ làm con như là con gà của mẹ mua ngoài chợ mẹ thích thì mẹ nuôi mà không thích thì mẹ thịt ư. Mẹ sai rồi. Con là con người chứ không phải là con gà mẹ nhá. Tôi và mẹ chồng lại tiếp tục cãi lộn. Tôi cố ý nói to để cho thành dở nghe tiếng. Ngay lập tức thành dở chạy ra tôi liền giả vờ cúi đầu nghe mẹ chồng chửi với vẻ mặt đầy đáng thương. Thế là ngay lập tức thành dở bên tôi. Anh chạy lại đẩy mẹ chồng tôi ngã phệt xuống rồi anh chỉ tay thẳng vào mặt mẹ chồng tôi giận dữ nói. Mẹ! Con nói với mẹ thế nào rồi hả? Sao mẹ năm lần bảy lượt mẹ hành hạ em lệ thế? Mẹ chồng tôi choáng váng bà nói. Mẹ bị ma làm mà thành Sao lúc nào mày cũng bay người ngoài chống đối lại tao thế? Đây là lần thứ hai mày xô tao ngã đấy. Thẳng ngu ngốc hết phần thiên hạ này nữa. Thành sở tuyên bố thẳng. Từ bây giờ con sẽ bảo vệ em lệ. Ai bắt nạt em lệ sẽ biết tay con đấy, kể cả mẹ. Sau lần đó, mẹ chồng mới bớt soi mói xỉa sói con dâu bởi vì bà có hai người con trai thôi mà hai người con trai của bà lại hướng về con dâu hết một bình bà một thuyền một bến làm sao mà vinh váo được khi tôi thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn một chút mẹ chồng tôi vẫn ghét tôi ghét cay ghét đắng nhưng mà bà ghét để đó chứ không thể làm gì được tôi vì tôi đã có trong tay một bảo kê đáng giá như thành ở bên cạnh cứ tưởng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với tôi như thế nhưng đúng là cuộc đời, gieo nhân nào thì gặp quả nấy mọi người ạ. À. Dạo này Nam chồng tôi lại thường xuyên cãi nhau với mẹ chồng nên anh thường đi làm về muộn. Có hôm anh lấy cớ ngủ lại công ty luôn. Tôi thì bận con cái lại còn có thành dở vướng chân, vướng tay nên không để ý tới Nam nữa. Lúc mới đầu thi thoảng Nam nói ngủ lại công ty, tôi lại cho rằng đó là một ý kiến hay vì Nam không về thì tôi và Thành lại có thể yên tâm ngủ với nhau mà không lo bị lộ. Và Thành dở thì ham hố lắm, nên chiều anh ta cũng mệt rồi, tôi cũng không còn ham muốn với chồng tôi nữa. Tôi thấy mệt mỏi khi làm vợ của hai người đàn ông rồi. Dần dần tôi bắt đầu thấy Nam lạnh nhạt với vợ. Cả tháng nay anh và tôi không ngủ cùng nhau. Tôi mới bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu, tôi thuê thám tử tin cậy theo dõi Nam. Trong khi ở nhà chờ kết quả của vệ sĩ thì mẹ chồng tôi nói bóng nói gió sao dạo này thằng nam hay ngủ lại công ty thế cô lại nói gì với nó à con có nói gì đâu ạ à? anh ấy bảo bận việc nên ngủ lại công ty với lại về nhà anh ấy hay cãi nhau với mẹ nên anh ấy lại càng không muốn về đó cô đừng có đổ lỗi cho tôi mà là do cô ấy tôi thấy cô làm vợ mà không quan tâm tới chồng cứ như vậy nó theo gái thì đừng có mà kêu thôi mẹ đừng nói nữa mà con sót ruột mà tôi nghĩ nó có gái rồi ấy mấy hôm nay thấy nó lạ lắm tôi thở dài rồi hỏi mẹ chồng mẹ cũng nghĩ như vậy sống con ạ à? ừ linh tính của tôi mách bảo thế cô nên cẩn thận và xem lại cách giữ chồng của mình đi vâng con biết rồi quả đúng như những lời mẹ chồng tôi cảnh báo ngay ngày hôm sau tôi đã nhận được một thông tin từ anh tám tử một thông tin chính xác được xác nhận Chồng tôi đi cùng một cô gái trẻ vào khách sạn Không chỉ một lần Và hai người đã vào khách sạn đó Năm lần trong một tháng Và cô gái trẻ ấy lại là nhân viên Làm cùng công ty chồng tôi luôn Tôi nhận được thông tin Kèm hình ảnh tình cảm của chồng Và nhân tình trẻ Tôi không khóc nhưng trong lòng chỉ thấy buồn Và xót xa lắm Tôi không trách nam ngoại tình Mà tôi chỉ thấy bản thân tôi đáng trách Vì tôi không đủ tư cách để trách nam Bởi chính bản thân tôi còn dối chồng để quan hệ tình cảm với anh trai của chồng Thì tôi làm gì có tư cách Để trách móc ai bây giờ chứ Giờ tôi mới thấm câu Gia nhân nào thì gặp quả nấy Quả báo không chừa một ai cả Mấy hôm nay tôi im lặng Và không nói gì Mẹ chồng tôi cũng âm thầm tìm hiểu và biết chuyện Mẹ chồng tôi biết chuyện Nên bà đi vào phòng tôi Này thằng Nam có bồ Sao cô không có ý kiến gì thế Tôi ngập ngừng nói Mẹ biết chuyện rồi ạ Ừ, tôi cũng mới biết thôi. Thế cô không có ý kiến gì à? Con không biết phải làm sao mẹ ạ. À? Mẹ chồng tôi bĩu môi. Sao cô lại thế? Ở nhà cô hung dữ lắm cơ mà. Cô cãi mẹ chồng như chém trả, cãi lấy cãi được thế mà. Ở nhà cô giữ như con cọp cái thế. Thế mà cô lại không làm gì được đứa nhân tình kia à? Tôi thở dài mệt mỏi và không nói gì. Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa đi đánh ghen. Mẹ chồng tôi có vẻ xót ruột bà cứ đi ra rồi lại đi vào tôi vẫn nằm trong phòng lướt điện thoại lướt xem vậy thôi chứ đầu óc tôi đang trống rỗng lệ sao cô có thể bình tĩnh thế được hả thế mẹ bảo con phải làm sao ạ à? dù gì cũng phải cho cái đứa giật chồng kia một bài học chứ im lặng thế nó nghĩ cô hiền nó càng làm tới đấy để con suy nghĩ đã mất chồng tới nơi rồi còn nghĩ ngợi gì nữa hả mẹ đâu có ưa gì con đâu mẹ bận tâm chuyện của con làm gì đúng là tôi không ưa cô nhưng mà tôi rất ghét cái thói lăng nhăng ngoại tình cô hiểu không hả con biết rồi mẹ về phòng đi con muốn nghỉ ngơi cô liệu mà tính đi không thể chấp nhận được chuyện đó đâu mẹ chồng tôi về phòng rồi tôi khẽ rơi nước mắt chính tôi là người phản bội trước cơ mà tôi là vợ anh nhưng lại lén lút với anh trai của anh ấy tôi thật sự không đủ tư cách để đi đánh ghen mọi người ạ à. mấy ngày hôm nay tôi không biết phải làm sao nữa tôi nằm đó thở dài Thành dở đi vào ôm tôi Em lệ, nhớ em lệ Tôi gắt lên Nhớ nhung gì tầm này, biến về phòng ngay Em lệ hôm nay sao thế? Vừa nói, Thành dở vừa luồn tay sờ vào ngực của tôi Tôi cáo quá, tát cho Thành một phát Rồi kéo Thành đi ra ngoài Về phòng đi, đừng để em lệ cáo Thành dở cứ giữ chặt tay tôi Và nặng nặc đòi ngủ chung Vì mẹ chồng tôi đang ở nhà nên tôi sợ to tiếng mẹ chồng tôi sẽ nghe thấy nên tôi đành phải lôi thành vào nhà vệ sinh để làm chuyện đó vì chỉ khi thành dở thỏa mãn thì anh ta mới để tôi được yên càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi trong ngôi nhà này tối nay chồng tôi về sớm hơn mọi ngày ăn tối xong anh lên phòng nằm xem điện thoại tôi mới bắt đầu nói chuyện chúng ta nói chuyện với nhau một lúc nhé chuyện gì sao dạo này anh đạnh nhạt với vợ con thế nam thở dài quay lại nhìn tôi em biết rồi ư đúng thế tôi biết mọi chuyện rồi để tránh gia đình tan nát thì anh hãy chấm dứt với con bé kia đi nam bật cười rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ thế nếu anh không chấm dứt với cô ấy thì sao tôi thấy ngạc nhiên trước thái độ của chồng anh ấy đi với gái xong về lại thái độ khinh thường vợ con rốt cuộc thì anh ta muốn gì đây thái độ của anh như vậy là sao hả em tự hiểu đi tôi mới tát cho nam một phát có người đàn ông nào đi gái gú bên ngoài về lại còn tỏ thái độ với vợ con như anh không hả nam trợn mắt lên nhìn tôi đủ rồi đấy lệ ạ à. cô thì tốt đẹp lắm đấy cô nói tôi sao không nghĩ lại những gì bản thân mình đã làm đi tôi mới ngớ người ra anh ấy biết chuyện tôi với anh trai anh ấy rồi sao anh nói gì cơ nam nhếch mép nhìn tôi cô nói tôi lăng nhang ngoại tình thế còn cô là cái loại gì vậy mặt tôi bắt đầu biến dạng tôi ấp úng anh biết chuyện rồi ư đúng vậy tôi biết chuyện cô và anh trai tôi ngủ với nhau rồi cô có còn muốn giải thích không nam nói đúng quá khiến tôi cứng họng không nói được câu nào cả làm sao anh ấy biết chuyện cơ chứ và anh ấy biết từ bao giờ sang ấy không nói ra chứ tôi thấy hoang mang thật sự làm sao anh biết được chứ nam bật cười nhìn tôi Cô quên tôi và anh Thành là anh em trai à? Lại sống chung nhà nữa. Cô nghĩ cô có thể giấu mãi được sao? Tôi cúi gằm mặt xuống lý nhí nói. Anh biết chuyện lâu chưa? Em sai rồi anh ạ. À. Mới biết một tháng nay thôi. Cô và Thành đã lén lút quan hệ sau lưng tôi. Cả một năm nay. Thế mà tới tận bây giờ tôi mới biết. Tôi thấy mình kém cỏi thật đấy. Tôi mới ngồi phệt xuống. Thế là hết thật rồi. Tôi mất hết rồi. Tôi mất tất cả rồi nàng đã biết hết mọi chuyện rồi Anh ấy còn biết rõ luôn Việc tôi và Thành đã lén lút qua lại Được một năm rồi nữa chứ Ai nói cho anh biết vậy Thành nói cho tôi biết hết rồi Anh ấy nói tôi hãy ly hôn với cô Để anh ấy cưới cô Anh ta nói ư Sao có thể anh ta bị dở cơ mà Anh trai tôi bị dở Nhưng có lúc tỉnh táo thì như bình thường đấy Thế sao khi biết chuyện Anh lại im lặng Sao anh không nói gì với tôi vậy sao anh lại im lặng thế tôi đã từng nghĩ sẽ ly hôn cô nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại rồi quyết định tôi sẽ không bao giờ ly hôn cô đâu thời gian tới chúng ta cứ sống thế này đi cô cứ ở đây và cô cứ ở bên cạnh anh trai của tôi như thế đi tôi sẽ không bao giờ nói gì cô cả chúng ta sẽ không động chạm gì tới nhau chúng ta cứ sống như thế này ư đúng tôi nghĩ kỹ rồi dù sao anh ấy cũng là anh trai của tôi giờ làm to chuyện lên thì giấu mặt gia đình tôi thôi Chỉ bằng chúng ta cứ giữ im lặng Và sống bên cạnh nhau như vậy Cô nghĩ xem tôi nói có đúng không Nghe chính miệng chồng mình nói như vậy Thì tôi không còn gì để mà nói nữa Anh ấy chấp nhận Để tôi qua lại với anh trai của anh ấy Như kiểu hai anh em Lấy chung một vợ vậy Sao trên đời này lại có người thương anh trai mình tới mức Có thể chung vợ được như thế chứ Phải ngồi một lúc tôi mới bình tĩnh được Ý của anh là chúng ta sẽ không ly hôn và cứ sống như bây giờ sao?" Nam bình thản trả lời. "Đúng rồi. Anh em chung vợ ư? Cứ nghĩ như vậy cũng không sao. Làm sao anh lại chấp nhận được chuyện này thế? Tôi thấy rất hoang mang đấy." Cô cứ nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi mà. Tôi nghĩ anh trai tôi cô đơn mấy chục năm nay rồi, giờ có một người để san sẻ cùng anh ấy. Để anh ấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn thì đó cũng là một việc có thể chấp nhận được tại sao anh không hỏi lý do tại sao tôi lại làm thế chứ hỏi để làm gì khi cô và anh trai tôi ngủ với nhau như vợ chồng cả năm nay rồi chứ tôi thấy tôi không cần thiết nữa rồi anh tốt với anh trai mình thật đấy nam ạ à? nam chỉ nhìn tôi cười anh không nói gì nữa vậy là anh ấy chấp nhận sống như vậy anh ấy chấp nhận việc tôi và anh trai qua lại với nhau tại sao một người đàn ông hoàn toàn bình thường lại có thể chấp nhận được chuyện sai trái đi ngược với đạo lý như vậy chứ Tôi chưa thấy ai giống như vợ chồng tôi cả Chồng biết vợ ngoại tình với anh trai Nhưng lại không phản ứng gì Thậm chí còn chấp nhận kiểu sống trái với đạo lý đó Còn vợ thì biết chồng ngoại tình với gái Mà cũng không dám đánh ghen Không chút cảm xúc như vậy cả Mấy hôm nay tôi bị mất ngủ Có lẽ tôi thấy khó ở Khi thấy thái độ hờ hững của chồng mình Nằm chằn chọc Mãi tới sáng tôi mới dậy đánh răng rửa mặt Rồi thay quần áo xong Tôi xuống đi chợ Ở ngoài sân Nam và Thành Sở đang tập thể dục cùng nhau rất vui vẻ. Tự dưng tôi thấy buồn lòng. Hai người đàn ông đó là hai người đàn ông của tôi. Ngủ với tôi, ăn cùng tôi. Mối quan hệ có một không hai trên đời. Nam vừa tập thể dục, vừa trò chuyện với anh trai. Anh Thành thích ăn gì? Mai cuối tuần em dẫn đi ăn. Đi ăn à? Thế em lệ có đi không? Có chứ, tất nhiên là có em lệ chứ. Thế cả nhà mình đi ăn thịt nướng đi, rồi đi ăn kem nữa Xong rồi đi mua quần áo cho em Lệ nữa Nam gật đầu rồi hỏi Thành Anh thích em Lệ nhiều như vậy à? Ừ, um, thích em Lệ Muốn ôm em Lệ ngủ mỗi tối Nhưng em Lệ không đồng ý Chuyện đó thì cứ để em tính cho Thôi, vào tắm rồi đi ăn sáng đi anh Tôi đừng chơi ra đó Thì ra, Nam coi trọng anh trai hơn cả vợ của mình Anh ấy sẵn sàng nhường tôi cho anh trai anh ấy Mà không cần phải đắn đo Lệ, cô bị sao thế?" Tiếng mẹ chồng gọi, làm tôi giật cả mình. "Mẹ à, con không sao ạ." À? "Không sao, mà cô cứ đứng chơi chơi ra như tượng đá thế hả?" "Con đang nhìn anh Nam và anh Thành tập thể dục nên không để ý mẹ ạ." À. Mẹ chồng tôi gật đầu hài lòng. "Dạo này hai anh em nó vui vẻ, tôi cũng thấy vui, mọi chuyện qua hết rồi." Tôi tò mò hỏi mẹ chồng, "Chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ kể con nghe được không?" ngày trước thằng nam còn đi học nó mải chơi lắm lại hay chơi với mấy đứa bạn hư hỏng nửa đêm không về nhà thằng thành lo cho em nên đi tìm em thì bị tai nạn giao thông thế nên mới bị ảnh hưởng như thế đấy lúc thì tỉnh táo lúc thì lại dở dở như vậy đó chứ ngày xưa thằng thành học giỏi và thông minh lắm đó cũng là lý do thằng nam vẫn luôn ai náy với anh nó đấy thì ra anh thành bị như vậy là do ngày xưa bị tai nạn Thảo nào con thấy mẹ ghét anh Nam như vậy, thì ra là có lý do. Ừ, nếu không vì đã đi tìm thằng Nam lúc nửa đêm, thì thằng Thành đâu có bị như vậy đâu. Tất cả là do thằng Nam ngày đó hư hỏng mà. Chuyện đã qua rồi, sao mẹ vẫn ghét anh Nam như vậy ạ? À? Thì thằng Thành có khỏi bệnh được đâu? Ngày nào cũng nhìn thấy nó như vậy, thì sao không giận thằng Nam được chứ? Anh Nam cũng không muốn anh Thành bị như vậy đâu mà mẹ. Chuyện qua rồi, mẹ bỏ qua đi mẹ. Mẹ chồng tôi im lặng rồi đi vào phòng Thời gian cứ nặng nề trôi qua Tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống như vậy nữa Nên tôi quyết định ly hôn Nam đi chơi về Thấy tờ đơn ly hôn tôi để trên bàn Anh cao mày hỏi tôi Lệ, chuyện này là sao? Em muốn ly hôn Nam cầm tờ đơn Anh cao mày và xé nát trước mặt của tôi Không thể ly hôn Tại sao? Tại sao lại không thể ly hôn chứ? Đang yên ổn xem muốn ly hôn hả Vì em chán sống cái cảnh này lắm rồi Em muốn được tự do Thế ở đây em không được tự do sao Đúng rồi Ở đây như nhà tù ấy Em muốn ly hôn anh có hiểu không hả Ở đây em sướng như bà Hoàng Tiền tiêu thoải mái em còn muốn như thế nào nữa hả Tôi cười Như nước mắt rơi lã trã Anh trừng phạt em như thế là quá đủ rồi Nam ạ à. Em biết Em là người sai trước Em rất ân hận Bây giờ em và con gái sẽ ra khỏi đây Với hai bàn tay trắng Anh hãy để cho mẹ con em đi được không Nam bắt đầu lật mặt Anh trừng mắt nhìn tôi Cô đừng hòng đòi ly hôn Hãy ngoan ngoãn ở đây đi Em muốn ly hôn Em đã nói em ra đi với hai bàn tay trắng rồi mà Sao anh còn ép em như vậy chứ Cô về đây bao nhiêu lâu rồi Nhưng cô chỉ ở nhà Cô làm ra được đồng nào chưa Hay là cô chỉ biết tiêu tiền của tôi thôi Em sinh con cho anh là người hầu cho nhà anh mấy năm qua rồi Anh không cho em đi làm Rồi anh còn nói em như vậy Anh không thấy lương tâm của mình cắn rứt ư Tôi và Nam cãi nhau một trận kịch liệt Nam chỉ tay vào mặt tôi rồi nói Cô im mồm đi Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện Cô lấy 800 triệu của anh tôi nhé Chưa kể những khoản tiền cô lấy mang về quê cho bố mẹ cô nữa Nếu cô muốn đi Thì trả hết tiền của gia đình tôi Tôi sẽ cho cô đi Anh... Tôi tính sơ qua chắc cũng tầm 3 tỷ thôi chứ mấy. Cô muốn ly hôn đúng không? Vậy cô trả tôi đủ 3 tỷ, tôi để cô đi. Nam nói đúng mà. Tôi đã tiêu của anh ấy rất nhiều tiền rồi. Nhưng tôi không biết, Nam lại biết chính xác và rõ ràng như vậy. Có nghĩa là anh ấy biết từ lâu rồi, nhưng mà anh ấy không nói ra, sao tôi lại thấy nhục nhã thế này? Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi ngồi im đó, không nhúc nhích. Cô sao thế? Tôi nói đúng quá đúng không? tôi lấy hết can đảm để cầu xin Nam. Anh Nam, tôi xin anh, anh có thể bỏ qua cho tôi được không? Tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi đi. Không được, như thế thì dễ dàng cho cô quá. Cứ tới khi nào cô trả hết nợ cho tôi, tôi sẽ ký vào đơn ly hôn để cô được tự do. Anh giữ tôi ở lại để làm cái gì chứ? Để cô làm vợ anh trai tôi. Tôi tát vào mặt Nam một phát. Bỉ ổi. Nam nhất định không đồng ý để tôi đi anh ấy bắt tôi ở lại. Nếu tôi muốn rời khỏi đây thì phải trả đủ số tiền mà tôi đã dùng trước đó. Mà khi lấy anh cho tới bây giờ, tôi chỉ ở nhà trông con, tôi chưa đi làm gì cả, thì tôi lấy đâu ra tiền để trả cho anh ấy đây? Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và nghe lời Nam. Mấy hôm nay Nam thường xuyên đi qua đêm, nên mẹ chồng tôi lên phòng tôi hỏi chuyện. Lệ ơi, dậy mẹ hỏi đây. Tôi ngồi dậy với dáng vẻ mệt mỏi. Mẹ hỏi gì ạ? thằng nam nó vẫn còn qua lại với cái con bé kia à? vâng mẹ mẹ tới công ty cảnh cáo nó rồi đuổi việc nó rồi cơ mà sao nó cố tình lì lợm thế nhỉ con buồn ngủ rồi mẹ về phòng đi ơ hay sao con vẫn bình chân như vậy thế hả lệ mẹ ơi con mệt lắm rồi giờ muốn ra sao thì ra con không quan tâm nữa đâu không thể như thế được con phải giữ chồng chứ không lẽ con kém cỏi như vậy sao con kém cỏi thật mà mẹ. Thôi, con ngủ đây. Tôi nằm xuống và chùm chăn kín đầu. Tôi và Nam thường xuyên cãi nhau, chúng tôi không còn chút tình cảm nào với nhau nữa. Nam thay đổi thật rồi. Chiều nay Nam về sớm, tôi thấy anh vui vẻ chơi với con gái nên tôi mạnh dạn hỏi chuyện. Anh và cô ấy vẫn qua lại với nhau à? Đúng vậy. Vậy sao anh không đồng ý ly hôn em, để con dẫn cô ấy về đây ra mắt chứ? Hai chuyện đó không liên quan tới nhau đâu Có liên quan mà Trên giấy tờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh mà Tôi giữ cô lại đây Là để anh trai tôi vui lòng thôi Còn tôi và cô có ra sao Cũng không quan trọng Tôi gượng cười nói Vì anh thấy ái náy với anh trai của mình Sau vụ tai nạn 10 năm trước Nên anh mới sẵn sàng làm tất cả Để bù đắp cho anh ấy có phải không Cô cứ nghĩ như vậy cũng được Thế còn cảm xúc của em thì sao Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng thương đó Chính cô là người làm chuyện sai trái đó trước Tôi chỉ giúp cô hoàn thành tốt thêm thôi mà Ngay từ đầu anh biết rõ Nhưng anh không hề cản tôi Anh còn đẩy tôi lún sâu vào con đường sai trái ấy thêm Anh khốn nạn lắm Nam ạ à. Cô đừng có ăn nói hồ đồ Cả mẹ tôi biết lại không hay đâu Với lại cô nên giữ mồm giữ miệng Cả đến tai mẹ tôi Hậu quả rất lớn đấy Cô hiểu ý tôi nói chứ Nam đe dọa tôi em tôi phải nghe theo lời của anh ấy nói nếu không mọi chuyện vỡ lở ra tất cả mọi người sẽ biết rồi bố mẹ tôi sẽ thấy xấu hổ vì tôi tôi không muốn bố mẹ tôi phải khổ vì tôi nên tôi lại cắn răng chịu đựng tiếp đúng là sai một ly đi một dặm mọi người hả một phút nông nổi mà tôi phải trả giá bao nhiêu lâu tôi ân hận nhưng không còn kịp nữa nam quyết định dọn đồ ra ngoài sống cùng nhân tình vì cô ta thông báo có thai với nam khi thấy nam dọn đồ tôi lại tiếp tục cầu xin anh ấy để tôi đi nam à em xin anh hãy để em đi khỏi đây đi em xin anh đấy tôi nói rồi cô phải ở đây chăm sóc cho anh trai tôi chứ ba tỷ thì trừ nợ trong sáu năm vậy là cô còn năm năm nữa ở đây hết năm năm rồi cô đi thành dở đi qua thấy tôi quỳ gối xin nam thì anh chạy vào đỡ tôi dậy em lệ sao thế sao lại quỳ gối nam cười nói không có gì đâu thôi em đi đây cuối tuần em về thăm anh nhé ờ em đi đi trước khi rời khỏi phòng nam còn liếc nhìn tôi với ánh mắt đe dọa cô mà để lộ ra cô sẽ biết tay tôi tôi ngồi khóc nức nở ngay trước mặt thành thành vội vàng lau nước mắt cho tôi em lệ đừng khóc nữa đừng khóc nữa mà em lệ muốn rời khỏi đây em lệ muốn đi khỏi đây thành sở ôm lấy tôi và nói em lệ hết thương anh rồi sao em lệ thương anh nhưng bây giờ em lệ không muốn ở đây nữa em lệ muốn tự do em lệ sống sai trái như vậy là quá đủ rồi em lệ không muốn sống xa như thế nữa đâu nằm trằn trọc suy nghĩ mãi không ngủ được tôi đã nghĩ tới cái chết đây không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ tới cái chết nhưng nghĩ tới đứa con gái nhỏ dại chưa biết gì tôi lại không đành lòng thế nhưng tới hôm nay thì tôi hoàn toàn mất hết lý trí rồi. Tôi dỗ con gái ngủ rồi đi xuống nhà, tôi thấy mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách. "Mẹ chưa ngủ à?" "Ừ, tôi còn đang tính xem." "Mẹ tính gì vậy ạ?" À? "Tính xem làm sao để thằng Nam và đứa kia chấm dứt đi." "Chị ấy có thai rồi, mẹ chấp nhận đi mẹ." Mẹ chồng tôi trừng mắt nhìn tôi. "Đầu óc cô có vấn đề à? Chồng cô đi theo gái không về?" Mẹ chồng cô thì đau đầu suy nghĩ làm sao để chồng cô về nhà với mẹ con cô, còn cô thì lại buông xuôi một cách dễ dàng như vậy. Cô bị điên rồi à? Mẹ ghét con lắm mà, sao giờ mẹ lại giúp con chứ? Mẹ chồng tôi thở dài rồi nói. Đúng là ngày trước tôi rất ghét cô, nhưng mà mấy năm nay cô sống ở đây, dần dần tôi cũng không còn ghét cô như trước. Bây giờ tôi thật sự muốn thẳng nam quay về với mẹ con cô. Tôi mỉm cười con cảm ơn mẹ gớm hôm nay sao mà khách sáo thế mẹ à mẹ sao thế sau này con nhờ mẹ chăm bé bông giúp con nhé tất cả con nhờ mẹ hết đi ạ à? thế cô đi đâu mà nhờ tôi mẹ hứa với con đi mẹ nhưng cô đi đâu mới được chứ mẹ cứ hứa với con đi đã ừ thì tôi hứa được chưa thế cô tính đi đâu hả à? không ạ à, giờ con ra ngoài mua ít đồ Thế đi nhanh đi rồi về. Dạy mẹ. Tôi cúi đầu chào mẹ rồi đi. Mẹ chồng tôi lẩm bẩm. Cô lạ lắm, hôm nay còn bày đặt cúi đầu chào mẹ chồng nữa cơ. Tôi mỉm cười rồi quay đi. Ra cổng thì Thành chạy theo. Em lệ, em đi đâu thế? Em đi mua ít đồ ạ. À? Thêm cho anh đi với. Tôi lắc đầu nói. Không được, giờ anh Thành về phòng ngủ đi, em đi một lát rồi em về mà. Không, anh muốn đi theo em lệ cơ Giờ em nói anh Thành không nghe à? Anh có nghe em lệ mà Thế thì bây giờ anh Thành đi lên phòng ngủ đi Nhanh lên, em lệ nói anh Thành phải nghe chứ Anh Thành buồn bã rồi nói Thế em lệ đi nhanh đi rồi về nhá Vâng, anh vào phòng đi Sau này anh hãy nghe lời mẹ anh nhá Mẹ rất thương anh Thành đó Anh biết rồi Biết rồi thì bây giờ lên phòng ngủ đi nào Tôi vừa mở cửa đi ra ngoài Tôi đi lang thang trên con đường Nước mắt cứ tuôn rơi Cứ khóc đi Đây là lần cuối cùng mình khóc mà Cứ khóc đi Bà Hồng đi đi lại lại Vẻ mặt lo lắng Thành dở từ trên phòng đi xuống hỏi Mẹ ơi em lệ về chưa mẹ Mẹ đang lo đây Nó bảo đi mua ít đồ Siêu thị thì ngay bên đường kia mà Nó đi hai tiếng rồi chưa về Gọi điện thì nó để điện thoại ở nhà rồi Rốt cuộc là nó đi đâu cơ chứ thành lo lắng hỏi em lệ đi đâu vậy chứ mẹ không biết thế nên bây giờ mẹ mới lo lắng đây bà hồng gọi cho nam nhưng nam cũng nói là không thấy lệ sang đó bà hồng lo quá bà cứ đứng ở cổng ngóng lệ về rồi tự dưng bà nghĩ hôm nay nó lạ lắm nó khác hẳn với mọi ngày rốt cuộc là nó có chuyện gì nhỉ thành con ở nhà để mẹ ra ngoài tìm cái lệ mẹ sợ nó nghĩ quẩn rồi con ạ à em lệ nghĩ quẩn là sao hả mẹ thôi con lên nhà đi mẹ đi tìm em lệ đã bà hồng vội vã đi tìm tôi thành thấy lo lắng anh cũng vội đi tìm tôi luôn lúc đó tôi ngồi trên cầu nhìn xuống dòng nước phía dưới rồi từ từ nhắm mắt lại tôi nhắm mắt và tưởng tượng khi tôi thả mình xuống dòng nước mắt lạnh kia mọi chuyện đau buồn cay đắng sẽ trôi đi hết mọi điều tốt đẹp sẽ mở ra và chào đón tôi ở thế giới khác nhưng tôi lại bắt đầu nhớ tới con gái khi tôi chết đi bố đã lấy vợ mới bà nội già bác thành thì đầu óc có vấn đề rồi ai chăm lo cho nó chứ ai đồng hành cùng nó cuộc đời thì bao nhiêu cạm bẫy khó khăn không thể được tôi không thể bỏ lại nó một mình được tôi sinh nó ra thì tôi phải có trách nhiệm với nó chứ tôi thở dài và lững thững đi bộ về đây là lần thứ bảy tôi có ý định tự tử nhưng lại thôi tôi đi bộ về gần tới nhà thì thấy mọi người đứng rất đông ở đường chắc ở đây vừa có tai nạn tôi mới hỏi một bác đứng đó bác ơi có chuyện gì mà mọi người đông vậy ạ à? vừa có tai nạn cháu ạ à? người đi cấp cứu rồi đầu chảy nhiều máu lắm không biết có sao không nữa dạ tôi thở dài nhiều người muốn sống mà không được mà mình lại muốn chết mình điên thật rồi về nhà với con thôi vừa về tới nhà không thấy mẹ chồng và thành đâu cả bác hàng xóm bế con bé nhà tôi sang đưa cho tôi cháu bế con bé lên phòng đi mẹ chồng cháu đi vào viện rồi thằng thành đi tìm cháu không may bị xe tông giờ đang cấp cứu ở trong viện ý tôi vội vàng bế con và bắt xe taxi vào viện luôn lúc đó nghe mẹ chồng tôi kể lại thành vì đi tìm tôi nên bị xe tông Do các bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy Chân tay cứ run lật bật Vì tôi mà Thành bị tai nạn Giờ còn chưa biết sống chết thế nào Tôi bật khóc nức nở Một lần nữa tôi lại làm người khác Khổ vì tôi rồi Ba tháng sau Sau ba tháng điều trị tích cực Thành đã khỏe lại Nam đã hiểu ra vấn đề Nên anh đồng ý ly hôn với tôi Để tôi đưa con gái về quê Nam không đòi nợ tôi nữa Mẹ chồng tôi biết chuyện Bà giận tôi và Nam nhiều lắm Ngày tôi dọn đi, bà còn không tiễn tôi nữa. Tôi đưa con gái về quê sống cùng bố mẹ tôi. Nam cũng chuẩn bị cưới vợ rồi. Mà cưới cũng phải thôi, vì chị ấy giờ đang mang thai, bụng cũng to lắm rồi. Mà tôi không buồn về chuyện Nam lấy vợ đâu, vì chính tôi là người sai trước, vì tôi không tốt nên tôi không trách ai cả. Tôi chỉ mong những ngày tháng sau này, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với hai mẹ con tôi một chút nữa. Mấy năm qua tôi đã mất ăn mất ngủ và sống trong sự dằn vặt rồi mà tôi và con gái sống một cuộc sống bình yên ở quê chưa bao giờ tôi thấy mình bình yên như thế bỗng có một ngày em lệ nghe giọng quen quen tôi mới quay lại và nhìn thấy anh thành trong bộ vét lịch sự bảnh bao tóc cắt tỉa gọn gàng nụ cười đẹp và điềm đạm khác hẳn với thành giờ trước đó anh thành lâu rồi không gặp hai mẹ con em em có khỏe không trời ơi tôi rụi mắt nhìn lại xem có phải thành dở thật không sao mà phong cách ăn mặc kiểu cách nói chuyện lại khác xưa nhiều như thế có phải anh thành không ạ phải rồi anh thành đây xa nhau một thời gian ngắn mà em đã quên anh rồi sao không đúng sao anh khác vậy thế em không muốn anh bình phục à hay là em muốn anh bị dở cả đời ư trời ơi anh bình phục thật rồi thảo nào trông anh lạ thế thành nhìn tôi cười ấm áp nhờ đi tìm ai đó mà anh mới bị tai nạn và mới bình thường trở lại đấy cảm ơn ai đó nhé tôi cười rồi nhìn thành gật đầu thế hôm nay anh về đây để cảm ơn em sao đúng rồi và anh còn muốn có một mong muốn nữa không biết anh có nên nói ra không nhỉ anh cứ nói đi không biết là từ nay về sau anh có thể về đây làm phiền hai mẹ con em được không tôi ngập ngừng không biết phải trả lời Thành ra sao. Anh bình phục, việc đầu tiên anh làm là về quê tìm tôi. Tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng, nhưng tôi thấy khó nghĩ quá. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ chuyện này. Mọi người có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi cảm ơn nhiều ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Anh em chung vợ của tác giả Tâm Từng. Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và đừng quên để lại bình luận nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới tiếp theo.